Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 16 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của cái phần 16 này là Yǐ gè yuè er shì qī wàn yuán zù jīn de xiǎo qù tān. Rồi bây giờ mình phân tích cái nghĩa của cái tựa đề này có nghĩa là gì nhé. Đầu tiên chúng ta phân tích là xiǎo qù tān. Tān là cái quầy hoặc là cái sạp. Xiǎo qù là các cái món ăn nhẹ, những cái món ăn vặt á. Như vậy là xiǎo qù tān là cái quầy bán những cái món ăn vặt. Rồi yǐ gè yuè er shì qī wàn yuán. Er shì qī wàn yuán tức là 270.000, 27 vạn tức là 270.000. Rồi zù jīn là cái tiền thuê. Như vậy nếu mình dịch nguyên cái câu này thì mình dịch là cái quầy bán món ăn nhẹ, tiền thuê là 270.000 mỗi tháng. Yǐ gè yuè 27 vạn yuán zu jīn de xiǎo qù tān. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe một lần, sau đó để xem mình đã nghe được nhiều không nhé. Rồi thầy sẽ tiến hành giải thích chi tiết nội dung của bài. Xin mời mọi người chúng ta bắt đầu nghe nào. Trung Quốc Hà Nam có một cái miêu hội de xiǎo qù tān hỏa lơ. Chứ cái xiǎo qù tān 只有20平米, 一个月租金是27万元。 租金非常贵, 但是摊主很高兴, 因为每年很多人会来这个庙会。 这个小吃摊卖的馍很不错, 人们很喜欢吃。 人们觉得这个摊主太有意思了，所以每天有很多人来买馍拍照。 Vừa rồi các anh chị và các bạn nghe được nhiều không ạ? Sau đây mình sẽ giải thích nha. Như vậy cái tựa đề thì chúng ta nắm rồi. Giờ chúng ta vào nội dung của bài luôn. Trung Quốc Hà Nam tức là ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc. Hà Nam là Hà Nam. Trung Quốc Hà Nam có một cái miêu hội. Bây giờ miêu hội là gì nè? Miêu là chữ miếu, hội là chữ hội. Miếu hội có nghĩa là hội đình hoặc là hội chùa cũng được thì tùy. Rồi, Hà Nam, Trung Quốc Hà Nam có một cái miêu hội, tờ xiǎo qù tān hỏa lơ. Rồi, nãy mình có từ xiǎo qù tān tức là cái quầy hoặc là cái sạp bán đồ ăn nhẹ. Còn từ hỏa ở đây có nghĩa là hot, tức là rất là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng hoặc là bán rất chạy. Dịch lại ha. Trung Quốc Hà Nam có một cái miêu hội de xiǎo qù tān hỏa lơ. Ở vùng Hà Nam hoặc là ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc có một quầy bán thức ăn nhẹ ở miếu hội rất nổi tiếng. Hỏa lơ là rất nổi tiếng. Chứ cơ xiǎo qù tān chỉ có 20平米. Chứ cơ xiǎo qù tān, cái quầy bán thức ăn nhẹ này chỉ có 20m2, chỉ có 20平米. 一个月租金是27万元. 一个月 là một tháng, 租金 là tiền thuê. 是27万元 là 270.000. 租金非常贵. Tiền thuê là cực kỳ đắt. 但是摊主很高兴. 但是 là nhưng, 摊主 là cái chủ quầy hoặc là chủ sạp. Hẳn cao xinh là rất vui. Tiền thuê cực kỳ đắt nhưng mà chủ sạp thì rất vui. Yên quê mày nén. Hẳn to rỉnh huê lại rơ gơ meo huê. Bởi vì mỗi năm có rất nhiều người đến cái hội đình này hoặc là hội chùa này. Rơ gơ xèo chư than mai tờ mũa. Rồi. Mũa chút xíu mình sẽ cho các anh chị và các bạn coi hình. Mình cứ tạm dịch là bánh bột kẹp thịt nha. Mình tạm dịch như vậy. Chơ cơ xèo chư thán mai tờ mũa. Bánh bột kẹp thịt mà cái quầy bán thức ăn nhẹ này bán. Hình bú xô tức là rất ngon hay là rất tuyệt cũng được. Hình bú xô. Hình bú xô tức là hỉnh họ. Rỉnh mân hỉnh xì hoan chứ. Rỉnh mân hay dịch là mọi người. Hỉnh xì hoan chứ rất là thích ăn. Như vậy là chơ cơ xèo chư thán mai tờ mũa, bánh bột kẹp thịt
Do cái quầy bán thức ăn nhẹ này bán ra hình búa số là rất ngon. Rỉnh minh hình xì hoan sư, tức là mọi người rất thích ăn. Rồi, thì sau đây mọi người xem hình của cái mũa này là cái bánh kẹp thịt như thế nào, bánh bột kẹp thịt như thế nào nhé. Mình lên trên mạng của Trung Quốc và mình tra ra thì mình thấy đó là cái dạng bánh bột như vậy, trong có kẹp thịt như chiên như vậy đó. Cũng có loại thấy là không có nhân bên trong, thấy chỉ có bột thôi. Nó mũa là như vậy. Có bạn nào biết cái bánh này gọi là gì thì cho mình xin biết cái tên nó trong phần comment nhé. Xin cảm ơn mọi người. Vì mình cũng chưa ăn và chưa thấy thực tế nữa. Chỉ có tra ra thì thấy nó như vậy thôi. Rỉnh minh chuyển tờ trước cơ thanh trụ thay dầu y sư là rỉnh minh chuyển tờ, mọi người cảm thấy trước cơ thanh trụ là cái người chủ sạp này thay dầu y sư là rất là thú vị, rất là hay ho. Như vậy là dầu y sư cũng có thể dùng cho người. Trước đây ví dụ như chúng ta thường hay gặp là trước bành su hình dầu y sư, quyển sách này rất hay, hay là na cơ tiên diện hình dầu y sư là bộ phim đó rất hay. Nhưng bây giờ có thể dầu y sư có thể dùng cho người được, người nào mình cảm thấy hay ho thú vị cũng dùng được. Rỉnh minh chuyển tờ trước cơ thanh trụ thay dầu y sư là sổ dị mày thiên, cho nên mỗi ngày dấu hình tốt rỉnh lại có rất nhiều người đến mài mũa để mua bánh bột kẹp thịt này, thay trao là để chụp ảnh nữa, chụp ảnh hoặc quay phim luôn. Rồi xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc lại một lần nữa nha. Trung Quốc hở nản dầu y cơ meo huy tờ xèo chư than hổ lơ. Trước cơ xèo chư than trở dầu 20 平米, y cơ yue chú chín sơ 27万元, chú chín phê chẳng quê. Tan sư than chủ hình cao xiên, yên quê mầy nén hình tố rỉnh huy lại trước cơ meo huy. Trước cơ xèo chư than mai tờ mổ hình bú xô, rỉnh mân hình xì hoan chư. Rỉnh minh chuyển tờ trước cơ thanh trụ thay dầu y sư là sổ dị mầy thiên, dấu hình tố rỉnh lại mài mũa thay trao. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 16. Chúc mọi người học thật là vui và đừng quên đăng ký và cho mình một like. Cái chính sách mới của YouTube bây giờ là khi mà cái video clip nào mà có nhiều like á, thì khi mình post lên nó rất là nhanh, nó không có bị kiểm tra nhiều. Xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người học thật hiệu quả nhé.